Thưa quý vị, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã bị triệu tập ra khai trước Ủy ban điều tra luận tội. Các nhà điều tra luận tội của Hạ viện vào ngày thứ Tư 30 tháng 10 đã gửi một bức thư triệu tập cựu cố vấn an ninh quốc gia là ông John Bolton cùng với hai viên chức hàng đầu của Tòa Bạch Ốc ra điều trần vào tuần sau dưới hình thức yêu cầu tự nguyện chứ không phải là trác đòi. Dựa vào lời khai của các nhân chứng trước các ủy ban điều tra, ông Bolton có thể là nhân chứng gián tiếp. Họ miêu tả ông là đã bị báo động như thế nào trước những hành động của luật sư tư của Tổng thống là ông Rudy Giuliani và các viên chức khác thân cận với ông Trump. Ông Bolton từ chức vào tháng 9 dựa những bất đồng với Tổng thống Trump, nhưng hiện chưa rõ là ông John Bolton có ra điều trần hay không. Và vì từng là phụ tá cao cấp của Tổng thống, Tòa Bạch Ốc có thể dùng đặc quyền hành pháp để chỉ thị ông ta không ra trình diện.